Bự hả? Hôm nay hai đứa đi đâu chơi vậy? Dạ, tụi con hẹn nhau đi dã ngoại đó bác. Vậy hả? Đã mang theo đồ ăn thức uống gì chưa? Đợi mẹ đi lấy cho cái bánh bông lan mang theo nha. Yeah! Yeah! Nè, cái bánh mẹ mới làm luôn đó. Đốm nhớ chia đều cho bụng bự ăn nha. Thơm quá à bác. Con cảm ơn mẹ, tụi con đi đây. Khu rừng thật to lớn, thật là đẹp. Đi mãi mà cũng chưa có hết nữa. Mình mệt lắm rồi đó. Mình đói rồi. Hay tụi mình ngồi xuống ăn miếng bánh, khỏe lại rồi đi tiếp. Được á, bụng mình kêu ọt ọt rồi nè. Được rồi, bây giờ mình sẽ chia ra cho bạn với mình cùng ăn. Bạn chia cho đàng hoàng á nha. Biết rồi mà. Bánh này ngon như vậy, mình phải ăn nhiều hơn chứ. Ê, bạn tính chia phần bạn to hơn hả? Chứ sao nữa, bánh này là của mẹ mình làm thì mình phải ăn nhiều hơn bạn chứ. Sao mà như vậy được, mẹ bạn nói là phải chia đều ra cho mình mà. Gì á, bạn nhắn chửi đáo mình hả? Mình cho bạn biết tay nè. Có ngon thì chia công bằng đi. Dạ. Không, cái bánh đó là của mình. Dạ. Hai cái đứa này tham ăn quá rồi thằng cây à. Chúng nó chọi đã chúng ta nãy giờ đây. Chúng ta phải cho chúng một bài học mới được. Ủa, có chuyện gì vậy? Hạt con có thôi đi không hả? Ừ, là thần cây sao? Chỉ vì một cây bánh mà hai đứa chọi đã nhau, chúng vào người ta nãy giờ đó. Tất cả là tại đớm á ông. Đớm tham ăn, chia bánh không có đều. Không phải, không phải. Thôi đủ rồi. Ta sẽ nhờ quả đây chia phần cho các con thật đều. Để ta. Nó không có đều. Cái to cái nhỏ kìa. Được thôi, ta mổ cái phần bự này nhỏ lại là được chứ gì. Không được, không có đều. Như vậy là đều rồi nha. Hai đứa giống tham ăn này, ngay từ đầu các con chịu nhường nhịn nhau, phân chia đồng đều, thì bây giờ đâu phải nhận hậu quả như vậy. Con bụng bự, con phải biết lịch sự và cảm ơn bạn vì đã chia phần cho con. Chứ sao lại chọi đá bạn như vậy hả? Dạ, con biết sai rồi. Mình xin lỗi bụng bự nha. Chỉ tại mình tham ăn, không chia cho bạn. Mình ích kỷ quá. Tụi con biết như vậy là tốt lắm. Ta tặng cho các con nè. À, có đồ ăn ngon rồi. Vậy là hết sợ đói nữa.